Chào Nhật, xin chào các bác. Em lại lên sóng con Daikin hộp. Cái dòng này thật sự là bán rất là dễ các bạn. Đây là một cái dòng phân khúc cao cấp VIP của hãng Daikin. Mà kể cả những mẫu đời mới bây giờ nhé, các bác mua những con 10, 20, 21, 22, cái mẫu của nó cũng không thể VIP bằng con này đâu. Con này nó thật sự hoạt động rất là hay. Hình thức đã làm trắng sạch đẹp các bạn. Máy đồ biến áp điện là 220V được các bác nhé, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Eco này, chế độ lọc, hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt, tăng giảm ánh sáng hoặc là giữ 2 giây thì khóa trẻ em, bù ẩm, lọc khí khử mùi nhanh, tốc độ lọc, đèn báo phần trăm độ ẩm, báo cảm biến bụi mùi, báo bụi mịn 2.5 PM. Ở cái dòng này thì như các bác đã biết rồi, là cái dòng này nó có hai cột tĩnh điện này. Các cái model mới bây giờ thật sự các bác là không còn con nào nó có đâu, họ bỏ hết này luôn. Đấy, bỏ hết này luôn nhé. Và thay bằng một cái timer này thì họ nối dài cái timer này ra thành hai cái. Thôi, nhưng mà theo như em nghĩ là không hiệu quả bằng cái cột này đâu các bạn. Cột này nó hay hơn nhiều nhưng mà sản xuất ra thì nó tốn kém, chi phí nó nhiều ấy. Chứ bây giờ cạnh tranh về giá họ phải bỏ đi. Chứ còn thực sự cái hiệu quả của bọn này lọc rất là tốt. Nếu mà tính ra là con này Daikin này lọc có 5 cấp độ lọc các bạn. Đây là một nhé, coi nhé. Này, màng thô là 2 này. Yeah. Màng HEPA là 3. Màng HEPA này vẫn zin thì em để nguyên nhé. Bác nào không thích màng zin thì báo em thay màng mới nhé. Giá vẫn như vậy. Màng than là 4 này và timer khử khuẩn là 5. Như bác hỏi là cái màng zin này còn dùng được không thì nói là dùng được các bạn, dùng được thế mới để, còn nếu mà nó xấu quá rồi thì sẽ vứt đi ngay. Đấy. Phải dùng được ok thì mới để các bạn nhé. Còn không thích màng zin thì em thay màng mới, giá vẫn như vậy thôi, màng zin này em lắp cho máy khác. Một con Daikin hộp VIP. Bên này là khu vực bù ẩm, ví dụ như ngày hanh khô hoặc là mùa hè mình dùng đồ hòa có cho nước vào đây, cái nắp này mình bù ẩm, tăng độ ẩm phòng lên, tránh khô da, viêm mũi, viêm họng. Đấy, cái máy lọc khí này nó rất là tốt cho các bác có vấn đề về đường hô hấp nhé, những người lớn tuổi ấy, trẻ nhỏ, nhà có trẻ nhỏ các bác mua về để bảo vệ sức khỏe cho các cháu, rồi có ông bà già bảo vệ sức khỏe cả nhà. Đấy, tạo ẩm zin đẹp. Cái này có công nghệ ngoài lọc ra nó còn công nghệ timer khử khuẩn đấy các bác. Chung là hàng Nhật nội địa thì nó là đỉnh cao rồi, không có gì để chê cả. Năm 2016, series máy 5510 và CK70 75W, dùng cho phòng tối đa khoảng 50-55m2. Lọc khí. Trước đây em bán 4.3 triệu bảo hành 1 năm, trừ phí vận chuyển. Bạn nào có nhu cầu alo nhé. Chào các bạn.